Hôm nay thì mình sẽ không đánh giá và review cho các bạn một chiếc máy mới nào đâu, mà mình sẽ quay trở lại với năm 2018 để xem rằng là dòng Pro 2018 của Apple đã làm thực sự tốt hay là chưa. Và trong khoảng tầm giá 25.900.000 đồng với cái mã là i5, RAM 8, ổ cứng 512 SSD thì với Pro năm 2018 nó sẽ đem lại cho các bạn những gì sau 3 năm tuổi thọ của nó nhé. Ok, bắt đầu thôi. Mac One số 1 về Mac. Và trước tiên khi mà đi đánh giá cho các bạn chi tiết cái phần mà công việc nó có thể hỗ trợ được cho chúng ta ở thời điểm hiện tại thì mình sẽ review qua về chiếc máy này để xem là các bạn có thể thấy được rằng cái dòng MacBook Pro 2018 này thì Apple đã trang bị những gì nhé. Đầu tiên là về màn hình Retina công nghệ True Tone. Với màn hình Retina này thì sẽ được trang bị cho MacBook Pro sẽ đem lại cho các bạn cái trải nghiệm hiển thị hình ảnh tốt nhất. Tích hợp với đèn nền LED sáng và tỷ lệ tương phản cao, mang lại một cái màu sắc đen đậm và màu trắng thì sáng, hỗ trợ cả màu sắc P3 cho màu xanh lá cây và màu đỏ rực rỡ hơn, trung thực hơn với sRGB. Và với cái công nghệ True Tone này thì nó cũng sẽ tự cân bằng trắng, tự điều chỉnh để phù hợp hơn với cái nhiệt độ màu xung quanh để cho nó thích hợp với cái màn hình này. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái màn hình này thì cũng sẽ đỡ mỏi mắt hơn với nhiều cái điều kiện môi trường nhiệt độ khác nhau. Và về bàn phím của chiếc MacBook Pro 2018 này thì cũng không phải nói quá là nhiều. Với cái mặt thiết kế của nó thì vẫn đẹp, vẫn tinh tế, cho nên là bây giờ thì Apple vẫn giữ nguyên cái thiết kế này để bê lên những cái dòng laptop mới nhất. Và cụ thể hơn là dòng này sẽ là dòng mà được trang bị là thế hệ bàn phím cánh bướm thứ 3. Với cái bàn phím này thì nó cũng sẽ đỡ ồn hơn, nó sẽ êm hơn và ổn định hơn cái dòng trước rất là nhiều. Đặc biệt là cái dòng 2016 thì bị lỗi khá là nhiều. Và 2018 thì cũng đã được cải tiến hơn rất là nhiều rồi. Cụ thể là nó có một cái lớp silicon ở dưới thì sẽ làm tốt hơn cho cái việc mà chúng ta trải nghiệm gõ hàng ngày. Và nếu mà các bạn sở hữu cái dòng Pro 2018 này thì ngoài màn hình cao cấp ra thì chúng ta vẫn có những cái tính năng cao cấp như là cái dòng máy mới. Ví dụ như là chúng ta vẫn có thanh touch 3 cảm ứng này, vẫn có nút nguồn tích hợp với lại Touch ID giúp chúng ta có thể mở máy nhanh hơn hoặc là mở khóa những cái ứng dụng mà chúng ta đã mã hóa. Và bên cạnh đó thì máy vẫn có 2 cổng USB Type-C cho một cái truyền kết nối nó nhanh hơn bao giờ hết, và chúng ta cũng có thể là xuất màn hình qua cái cổng này. Và bên cạnh phải của nó thì vẫn bao gồm là jack cắm tai nghe 3.5mm. Và thiết kế thì vẫn thế thôi, vẫn có một cái thiết kế nhôm nguyên khối với cái màu bạc hoặc là màu xám rất là đặc trưng với dòng MacBook Pro của Apple này. Và cấu hình thì sẽ là phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay, đó chính là nó có thể nói lên được cái việc rằng là MacBook Pro 2018 này nó thực sự là phù hợp với nhu cầu của các bạn hay không. Với tầm giá này thì các bạn có thể lựa chọn con chip mới nhất của Apple, đó chính là con chip M1 ở trên dòng MacBook Air. Tuy nhiên với bạn nào mà cần làm việc nó mạnh mẽ hơn một chút, nó pro hơn một chút, nếu mà chúng ta lựa chọn cái dòng Pro 2018 này thì chúng ta sẽ sở hữu con chip là Intel Core i5 4x có tốc độ là 2.3 GHz, có thể Turbo Boost lên tới 3.8 GHz. Và với RAM là 8GB thì chúng ta cũng có thể đa nhiệm được một số cái ứng dụng. Và mới cái phiên bản mà mình có ở đây thì SSD của nó lên tới 512GB. Như vậy là nó gấp đôi những cái phiên bản mà trong cùng tầm giá, thì các bạn có thể lưu trữ không gian, nó lưu trữ thoải mái hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì card đồ họa của nó là Intel Iris Graphics 655 sẽ hỗ trợ lý tưởng cho những cái tác vụ, những cái về ảnh hay video của bạn một cách dễ dàng hơn. Và trong tầm giá này, nếu mà các bạn muốn sở hữu con chip M1 mới nhất của Apple thì chúng ta cũng có thể lựa chọn cái dòng MacBook Air 2020 mới nhất. Tuy nhiên với những bạn nào mà lựa chọn cái dòng Pro 2018 này thì chúng ta sẽ hỗ trợ được tốt hơn những cái ứng dụng, những cái phần mềm mà chip Intel đã hỗ trợ được ngay. Và với con chip M1 thì nó cần thêm thời gian để tối ưu hơn nữa để sử dụng những cái phần mềm đồ họa đó. Và cụ thể là với hiệu năng của con chip này thì mình đã đo ở trên Geekbench thì với điểm đơn nhân của nó là 874 và điểm đa nhân là 3715. Nếu mà so sánh với con chip M1 thì nó cũng thấp hơn khá là nhiều. Tuy nhiên với những bạn nào mà sử dụng ở mức cơ bản hoặc là chúng ta muốn một cái máy mà hoạt động ổn định thôi thì MacBook Pro 2018 này nó vẫn là sự lựa chọn cho các bạn. Những cái ứng dụng của trên Adobe ví dụ như là AI này, hay là Photoshop, hay là những cái phần mềm khác thì nó hỗ trợ một cách rất là mượt mà và trơn tru. Tuy nhiên thì các bạn nào mà cần một cái máy có hiệu năng hỗ trợ tốt hơn thì mình nghĩ rằng là những cái phiên bản máy to ví dụ như là 15 inch hay 16 inch thì sẽ là sự lựa chọn cho các bạn. Còn với cái dòng 13 inch này thì cũng sẽ chỉ phục vụ những cái người mà sử dụng cơ bản mà thôi. Và hoặc là các bạn nào mà muốn sử dụng cho mình một con chip mới hoàn toàn đến từ Apple thì chúng ta cũng có thể sử dụng sang cái dòng 2020, đó chính là chạy chip M1. Và với cái dòng này thì có đặc biệt là RAM là 8GB và SSD của nó lên tới 512. Thì với 512 này thì nó sẽ lưu trữ hơn rất là nhiều so với lại những cái ổ cứng 256 trong cùng tầm giá. Với máy mới thì các bạn lựa chọn dòng này, các bạn có thể lưu trữ được nhiều hơn. Và bên cạnh đó, một số cái điểm mà mình chưa ưng ở chiếc máy này đó chính là bàn phím thực sự là đã được cải tiến rồi. Tuy nhiên thì mình cảm giác khó, nó rất là tệ. hay là mình đang sử dụng cái dòng bàn phím bình thường rồi nên là cái hành trình phím nó sâu, nó hỗ trợ tốt rồi nên là mình quay sang cái bàn phím cánh bướm này thì mình gõ nó thực sự là chưa được êm tay cho lắm. Ok, như vậy là trong tầm giá khoảng 25 triệu đồng bỏ ra thì chúng ta sẽ sở hữu một cái chiếc máy MacBook Pro này, vẫn có những cái tính năng cao cấp, vẫn có màn hình đẹp, vẫn có âm thanh tốt này, touch bar rồi mọi thứ đều hoàn hảo. Tuy nhiên một số cái hạn chế, ví dụ như là con chip Intel này không được sở hữu con chip M1 mới nhất, và cái bàn phím này nó cũng chưa hỗ trợ thực sự là tốt. Vì vậy nên mà nếu mà các bạn lựa chọn chiếc máy này ở cái ưu nhược điểm nào thì các bạn cùng comment xuống bên dưới để cho mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.